Có một số anh em thì vừa mới học hết lớp 9 hoặc lớp 12 á, thì muốn theo một cái nghề gì đó thì vào mình vẫn có khả năng đào tạo. Thì mình sẽ tổ chức những cái lớp học có thể là online và offline. Nếu với anh em ở xa thì có thể là online, còn ở gần thì có thể là off luôn ở tại xưởng mình luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái tổng quan là cái xương sống của nó trong cả quá trình làm việc, liên quan đến điện, liên quan đến động cơ, liên quan đến cả tổ máy, lắp đặt, sửa ATF, đấu nối ATF, rồi hệ thống điều khiển của máy phát điện. Máy phát điện ở đây thì có cả máy nhật đặc biệt nhá. Máy nhật thì hiện tại bây giờ nó đang rất là ít người có thể chia sẻ được cái nội dung về máy, các bộ điều khiển máy phát điện của Nhật. Hello, chào anh em nhá. Hôm nay có một cái tin vui anh em này. Hôm vừa rồi thì có rất nhiều anh em muốn hỏi mình là có dạy nghề sửa chữa máy phát điện không, muốn theo mình để mà học để làm về máy phát điện. Có một số bạn yêu nghề thì cũng muốn tìm hiểu và đi làm vào trong cái lĩnh vực máy phát điện và những cái ngành liên quan, ví dụ như là motor động cơ. Thì hiện tại bên mình thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều các cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là thợ máy ở đây. Vài cái thông tin nhé, ví dụ như anh em ở đây thì mình đang bảo dưỡng một cái máy phát điện này để đi mai đi giao. Anh kỹ thuật này cũng vào làm với mình khoảng mấy năm nay rồi, thì cũng rất là thành thạo trong cái công việc là bảo trì bảo dưỡng máy cũng như là sửa chữa máy nhé. Đấy, thế thì đây là những công việc thường xuyên mà mình làm, bảo dưỡng, kiểm tra máy móc, và chúng ta sẽ có cái phần làm về, có phần làm về điện này, có phần làm về máy này, chủ yếu là công việc là bảo dưỡng thôi. Và tiếp theo nữa thì có cái bộ phận làm sơn đồng như này, thì chúng ta sẽ có các anh, hầu như tất cả cái công việc ở đây thì một số anh em thì có thể làm được sang các công việc khác, ví dụ làm sơn đồng thì cũng có thể làm máy bảo dưỡng máy được bình thường, và làm điện và làm motor thì cũng có thể liên quan là làm được với nhau, vì trong quá trình làm việc ấy thì sẽ quen rồi, được mình đào tạo hướng dẫn ấy, thì hầu hết thì anh em có thể làm được. Kể cả những anh em mà chưa được học tốt nghiệp bất kỳ một cái trường nào hoặc là một cái lĩnh vực gì, một lĩnh vực về nghề nào hết á. Có một số anh em thì vừa mới học hết lớp 9 hoặc lớp 12 á, thì muốn theo một cái nghề gì đó thì vào mình vẫn có khả năng đào tạo để cho anh em làm quen. Thì người đi trước chỉ cho người đi sau, và trường hợp mà cần hỗ trợ hoặc đào tạo một cái cơ bản ấy, mình sẽ hướng dẫn cho một thời gian nhất định để anh em có cái nhìn tổng quan nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái tổng quan là cái xương sống của nó trong cả quá trình làm việc, liên quan đến điện, liên quan đến động cơ, liên quan đến cả tổ máy. Thế thì mình có cái hình dung về tổng quan cả một cái hành trình, cả một cái hành trình để chúng ta có thể làm việc đấy đó. Sau đó mình sẽ làm từng thứ một từ cái nhỏ đến cái lớn. Đầu tiên là chúng ta đấu được cái điện để cho nó chạy ngược chạy xuôi của motor 3 pha đã ok rồi. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ từng cái bước một, chúng ta có thể là đấu nối thử tải thế nào là đủ tải, thế nào là thiếu tải, thế nào là đấu điện 3 pha thì đấu như nào, điện 1 pha thì đấu như thế nào, và công suất của máy thì công suất của thiết bị điện ấy thì mình sẽ dựa vào các cái yếu tố gì, ví dụ điện áp bao nhiêu và dòng điện bao nhiêu thì đủ công suất, tải là tải trở thuần hay là tải trở thuần hay là tải hỗn hợp. Đấy, thì những cái đơn giản như thế, sau cuối cùng là chúng ta sẽ sau một thời gian nhất định thì mình sẽ có thể làm đến những cái thiết bị phức. Đây là một cái hệ thống máy phát điện mà công nghệ rất là cao luôn, sử dụng những cái màn hình này, những cái bộ điều khiển phức tạp. Đây là những cái thiết bị mà tích hợp cả màn hình cảm ứng luôn nha anh em nhé, tích hợp cả màn hình cảm ứng, tích hợp cả CPU, tích hợp cả hệ thống AVR, tích hợp trên một bo, rồi nó sẽ có hệ thống AVR, rồi hệ thống nguồn sạc, tất cả những cái thiết bị này là mình có thể là làm lên được những cái thiết bị như này luôn nhé. Đấy, có một anh em là theo mình có khoảng 2 năm làm cùng với mình rồi ấy, thì đã có thể sửa chữa thay thế hoàn toàn những cái thiết bị như này nếu nó xảy ra sự cố. Đấy, cũng như là sử dụng, cũng như là tìm phân tích, và chúng ta sẽ xem được là cấu tạo chức năng. Tuy nhiên thì đây là một cái thời gian sau tầm khoảng hơn 2 năm thì anh em sẽ làm lên cái level như thế. Còn bình thường chúng ta sẽ vào là chúng ta sửa được những cái máy 5 ký 10 ký như này. Đây là những cái máy 10 ký, thông thường nó sẽ từ khoảng 3 tháng đến 6 tháng là em có thể sửa được những con máy như thế này rồi. 3 tháng 6 tháng như đó. Đấy là trường hợp chúng ta chưa có nắm rõ, chúng ta chưa có cái kiến thức cơ bản. Còn khi mà anh em đã có cái kiến thức cơ bản rồi, chúng ta có thể là bắt tay vào công việc luôn với cái tốc độ cao hơn nhé. Tốc độ cao hơn thì tùy trường hợp mà ở cái kiến thức nền của anh em có bao nhiêu thì mình sẽ cho làm công việc phù hợp như thế. Đây chính là một số cái câu hỏi rất là nhiều anh em đã hỏi mình là mình có dạy nghề hay không,
Đấy thì hiện tại ấy, trong thời gian tới ấy, thì mình sẽ tổ chức những cái lớp học, những cái lớp học có thể là online và offline. Nếu với anh em ở xa thì có thể là online, còn ở gần thì có thể là off luôn, ở tại xưởng mình luôn, có thiết bị và có công việc, có sản phẩm thực tế chúng ta đang va chạm, chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày với nó để chúng ta sẽ làm. Và cái khối lượng thì cực kỳ nhiều, đa dạng về chủng loại, công nghệ sử dụng thì nó cũng khác nhau, nhưng mà không sao, tất cả nó sẽ được giải quyết, tất cả đều được giải quyết hết. Thì chúng ta sẽ là nó phụ thuộc vào cái thời gian và cái số máy chúng ta đã từng trải nghiệm, chúng ta từng khám phá những con máy như thế, để chúng ta sẽ có được những cái kinh nghiệm cơ bản nhất định, cái kinh nghiệm để chúng ta có thể làm việc nó nhanh hơn và biết cái đường này chỉ anh em nó nhanh hơn. Ví dụ như mình làm một con máy lúc đầu tiên ấy, những con máy đầu tiên ấy, khi mà chúng ta đầu tiên nó quen ấy, chúng ta có thể là mất một vài ngày đấy để chúng ta nghiên cứu, chúng ta kiểm tra, chúng ta phân tích cái sơ đồ mạch của nó là nó hoạt động như thế nào, cũng như là chúng ta xem cái dây tín hiệu của nó. Sau quá trình phân tích xong thì mình sẽ có được cái tổng quan ấy. Cái tổng quan thì sau đó thì nó sẽ có cái sự thay đổi giữa các cái đời máy khác nhau, và chúng ta có thể là kiểm soát nó nhé. Chúng ta kiểm soát nó được, chúng ta thay thế nếu mà nó hư hỏng, hoặc là chúng ta tìm ra cái pan bệnh để là lỗi. Nếu mà anh em nào mà quan tâm, mà yêu thích công nghệ, yêu thích các cái sản phẩm về điện máy máy móc như này, thì inbox ở bên dưới nhá, hoặc là mình sẽ để cái nhóm Zalo, anh em vào đấy quan tâm thì đủ số lượng tầm mười mấy hai chục người, đấy là số lượng để mình sẽ hướng dẫn và đào tạo anh em. Còn nếu anh em là muốn theo với lại cả bên mình luôn, đồng hành cùng bên mình, thì cũng hãy đăng ký ở bên dưới để mình sẽ sắp xếp đào tạo để cho anh em làm những công việc mà phù hợp anh em mà mong muốn. Đấy, chủ yếu liên quan đến thứ nhất điện này, ATS này, lắp đặt ATS, sửa tất cả các loại ATS trên đời, lắp đặt, sửa ATS, đấu nối ATS, rồi hệ thống điều khiển của máy phát điện. Máy phát điện ở đây thì có cả máy Nhật đặc biệt nhá. Máy Nhật thì hiện tại bây giờ nó đang rất là ít người có thể chia sẻ được cái nội dung về máy, các bộ điều khiển máy phát điện của Nhật. Còn các loại đời khác như là của Deepsea, Datacom, rồi Comap, rồi các sản phẩm các nước châu Âu hiện tại bây giờ nó bán trên thị trường, Smartgen, Lisi, rồi rất rất nhiều thứ cái sản phẩm, thì cái đó thì nó quá là đơn giản rồi. Nhưng đặc biệt là những cái sản phẩm máy phát điện của Nhật nó mới kinh khủng. Đấy, thì anh em nào muốn đi chuyên sâu về lĩnh vực đấy thì có thể sẽ có những cái chuyên môn riêng. Đấy, ví dụ anh em chỉ làm bảo điều khiển, anh em chỉ làm ATS, hoặc anh em chỉ làm động cơ, anh em chỉ bảo dưỡng, anh em chỉ làm phần sơn đồng, thì bên mình có đủ cái sân chơi ấy, để cho anh em chơi, đủ sân chơi anh chơi, anh em học tập cũng như là làm việc. Đấy, cơ chế chính sách nếu mà anh em muốn theo á thì cũng hãy ebook với mình để mình sẽ cho anh em cái cơ chế nhá. Hiện tại bây giờ mình đang có hai cơ sở, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, anh em muốn ở cái địa điểm nào cũng được luôn nhá, cũng được luôn. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh có mình, còn ở ngoài thành phố Hà Nội thì có hai chuyên gia theo mình năm nay là cũng khoảng chục năm rồi, cực cứng rồi về liên quan đến cái lĩnh vực máy phát điện này rồi. Đấy, thế thì nếu mà anh em nào quan tâm muốn học nghề để mở một cửa hàng riêng, cũng inbox với mình. Anh em muốn theo bên mình để làm việc, cùng đồng hành với bên mình thì cũng rất là sẵn sàng để chào đón anh em. Đấy, anh em hãy inbox vào cái nhóm Zalo sẽ để bên dưới nhé. Có nhóm Zalo để anh em sẽ vào đấy, và anh em sẽ có gì anh em mình sẽ trao đổi cụ thể hơn ở trong cái nhóm Zalo ấy nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này. Đấy, có một cái tin rất là vui cho anh em như thế. Và để mí một cái nữa thì sang tới ấy, thì một số bạn này bảo là anh có viết sách để hướng dẫn sửa chữa từng cái pan bệnh, tổng hợp từng cái pan bệnh hay không. Thì thực tế là mình cũng hơi bận, nhưng mà sẽ cố gắng ra những cái cuốn sách đầu tiên, để chỉ cho anh em cái cách chuyển điện, sửa những con máy phát điện mà nó nhỏ nhá, những con máy nhỏ, con máy to sẽ từng cái mô đun được, và cuối cùng là hòa đồng bộ và sửa ECU. Đấy là những cái tới mình sẽ làm. Tuy nhiên thì không có thể là một năm làm hết được, tại vì nếu mà chúng ta tổng hợp, chúng ta làm một quyển sách thì chi phí nó khá là nhiều, cái chi phí xuất bản khá là nhiều. Phần thứ hai nữa đó chính là cái thời gian để chúng ta tổng hợp cái kiến thức cũng như hình ảnh minh họa rồi câu từ để sao cho anh em dễ hiểu nhất. Thế thì mình sẽ update cái chương trình này vào, có thể sẽ hoàn thành từng cuốn một, có thể một quý sẽ là một cuốn nói về một cái chủ đề. Nếu thực sự mà anh em quan tâm thì hãy bình luận, hãy comment để lại cái phím, hãy để lại một lời bình luận số 2 nhá. Anh em để số 2, số 1 là quan tâm đồng hành với mình, số 2 là muốn đón nhận những cái cuốn sách mà mình sẽ tổng hợp, sẽ viết ra và xuất bản ra để anh em có cái tài liệu tham khảo về cái lĩnh vực này.
Mình thấy chưa có cái cuốn sách nào nói về máy phát điện cả. Đấy, thế thì tới thì mình hy vọng đó sẽ là cái gọi là cái di sản để lại, cho một số anh em nào yêu thích quan tâm để đỡ mất thời gian tìm hiểu nhá. Chắc chắn là một số bạn sinh viên mà một số anh bạn mà chưa tiếp cận với cái sản phẩm này thì rất là khó khăn trong việc tìm thông tin, tìm tài liệu có một cách tổng thể hiện tại những cái ứng dụng trên thực tế. Đấy, cái sách vở thì nó chỉ nói về một cái cơ bản thôi, trên nhà trường thì chỉ nói một cái cơ bản, nhưng mà thực tế đi vào ứng dụng thì nó như nào, chúng ta không thể tốt nghiệp ra là chúng ta có thể bắt đầu một công việc ngay được, nó phải trải qua quá nhiều thứ. Thì mình sẽ rút ngắn thời gian cho anh em bằng một cái cuốn sách duy nhất, cuốn sách duy nhất về một cái lĩnh vực nhá: bộ điều khiển, linh kiện thay thế, ứng dụng, hòa, ATS và máy phát điện lớn, máy phát điện nhỏ, hệ thống điện của từng cái, module từng cái dạng máy một, sẽ tổng hợp cho anh em đầy đủ cái này. Tuy nhiên phải có thời gian và tài chính. Thế thì anh em quan tâm thì hãy bấm con số 2. Số 2 mình nhận được càng nhiều thì càng có nhiều động lực để mình làm ra sớm hơn. Đó, ok, và bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này. Chúc anh em một buổi làm việc thật là hiệu quả. Và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.